Ờ đúng rồi, cô đang im á. Cô nói là 1 2 phút rồi mình mới bắt đầu á. Có lượng giá sơ sơ tuần qua không? Có câu hỏi thắc mắc gì không? Trước khi mình đi vô cái bài, cái nội dung ngày hôm nay. Suy nghĩ chút đỉnh ha. Coi có ai có cần nhìn lại từng qua thắc mắc gì không? Mình có giờ lượng giá vào tối thứ năm nữa nha quý vị, 19:30 ha. Các cái bữa trước á, mình có cái phần đầu tiên á là mình track liên quan đến 4 trụ cột tri thức với cái hình thức như là một cái game vậy đó, mà cái game bên đây nó sát số hơn nhiều quý vị, chứ không phải nó dễ như bên câu lạc bộ đâu nghe. Bên đây mà tót vô lần đầu tiên hồi tuần trước tót còn quéo mà ha, tót ha. Đây bên đây tốc độ dữ lắm, cho nên là quý vị chuẩn bị tinh thần nghe. Bữa nay thì mình hỏi những cái vấn đề liên quan đến Phật học à. Tuy là rất là căn bản à, nhưng mà liên quan đến Phật học à. À, cho nên là sửa soạn đi nghe. Sửa soạn đi chứ bên đây rồi. Âm thanh hình ảnh đồ này kia nó dập dữ lắm. Không, ai mà yếu yếu vô đây là coi như là không có đánh lên được cái câu trả lời luôn á. Thằng vui trong lòng á. Chưa chắc đâu cô Đào ơi. Phật học nó cũng có dis có đát cô Đào. Đúng là mình chưa có cái phần hỏi các câu hỏi liên quan đến Phật học đúng không quý vị? Tôi sợ là tôi lụm lộn bài. Tại vì tôi soạn sẵn cho cái chuyến đi của tôi đó. Nên là tôi sợ tôi lụm lộn. À chưa. Ok. Rồi bắt đầu nghe. À, quý vị phải phải bên đó chưa? Bên đây phải lắng nghe câu hỏi đó nha, chứ tôi không có gửi cái câu hỏi lên phần chat đâu. Ok Nhi. Rồi, chuẩn bị nghe. Mình có 10 câu hỏi. Phật học cơ bản check ha. Câu hỏi đầu tiên. Hỏi gì Vi? Sao Vi? Lộn lắm. Vô đúng lớp chưa? Vì nói đã tới hồi đi chăm sóc thăng tiến rồi mà còn nghe Phật học nữa là sao? Đầy hết luôn đó con, phủ sóng hết luôn, toàn cái trung tâm này sóng 5G luôn đó. Vô ngang. Nói vậy chứ dễ lắm quý vị. Câu hỏi số 1. Chích tá có nghĩa là gì? Tèn 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 tèn. Ok Trang, tốc độ lên, đúng rồi. Tân nó còn giả tâm nữa. Tân nói dù gì cũng trễ rồi. Mình nó nói đây là đâu và tôi là ai, bà đang nói cái gì vậy? Cái chữ này nè Bình ơi, chích tá ha. Ở trễ nhưng được cái lịch sự. Chưa nghe được câu hỏi luôn. Ồ em ở đây nó khốc liệt vậy đó em. Khốc liệt lắm không?
Đọc chậm hả? Rồi, ok chậm. Câu hỏi số 2. Câu hỏi này mà không biết trả lời nữa thôi luôn đó quý vị. Câu hỏi số 2. Tâm trong tiếng Pali được viết ra sao? Ten 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 ten. Thấy dễ ghê chưa? Hỏi kỳ không? Hai câu đầu dễ ợt vậy đó. Vậy mà Bình còn chưa có định hình để Bình lấy cái từ trên kia Bình xuống Bình ghi nữa kìa. Bình ghi lên đi Bình. Rồi chị qua câu hỏi 3 em. Đó. Phải vậy chứ. Làm như bữa nay tôi biết có người mới vô đó quý vị. Cho hai câu đầu kỳ ghê không? Rồi. Câu hỏi số 3. Tâm theo siêu lý có số lượng bao nhiêu? Tàn 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 tàn. Câu hỏi này có hai cách trả lời. Trả lời kiểu nào cũng được. Trời ơi, ta phải lên tay chứ. Đúng rồi nhì, chính xác. 89 hoặc là 121. Chị nào quên. Câu hỏi dễ ha, cho nên là mình tập cái sự phản ứng. Ngựa nha Tân. Rồi người ta hỏi tiếp vô là bí nha con. Không. Rồi, câu hỏi số 4. Để cho Bình nhắn lên ha. Bản niêu là những gì tinh túy được rút tách ra từ siêu lý học. Siêu lý học là cái giờ 21 giờ thứ năm cách tuần mà em vừa mới vô học buổi đầu tiên hôm bữa. Được chưa? Thương ghê không? Tân này, không có chỉ dẫn các cái tên gọi khác nhau gì hết hả? Câu hỏi số 5. Một trăm hai mươi mốt với lại 89. Thiệt chứ. Được chưa? Trừ cái trừ luôn cái vốn của người ta hả? Làm ăn gì kỳ quá vậy? Không. Kết lại là 121 hoặc là 89 tâm là đúng. Tức là mình không trừ hết 40 mà mình phải giữ lại 8 chứ. Mình giữ lại 8 cái cơ bản của tâm siêu thế chứ. Bà Duyên này lần đầu tiên vô mà giống nằm dùng cho thầy Dũng ha. Thiệt chứ. Câu hỏi số 5. Câu hỏi này dễ cho những ai biết và không hề dễ cho những bạn không biết nha. Kể tên Tam Tạng. Tàn 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 tàn. Kể tên Tam Tạng. Trang nó nói đường tăng. Mà chết luôn nha Trang. Duyên ngầu ha. Luật kinh Abhidhamma. Ok cô Xuân Đào. Cái đầu không có biết viết. Ai đó trợ giúp bạn nè. Để không mấy là bạn đi mát thầy á.
Bạn đi mát thầy nhưng mà trừ bạn ra, không? Siêu lý cũng được không? Siêu lý học. Hoặc là vô tỷ pháp, hoặc là thắng pháp tạng. Đều được hết. Trời, có nhiều người biết lắm á, chứ không chỉ có Tân đâu. Tân là được, cái hơn người ta là tại vì Tân đánh chữ A có gạch đầu thôi đó. Tốt ghê chưa? Sút tá, bi tà cáo luôn đấy không? Dư chữ N con. Rồi, câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6. Kể tên ít nhất hai tài liệu giúp làm rõ nội dung của chánh tạng. Tên 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 tên. Đúng rồi Tần. Trả lời đúng câu hỏi rồi đó. Mà nó cũng hơi lộn ha. Người ta chú giải rồi xong tới phụ chú giải. Cái em đem hậu chú giải luôn. Ừ, ý nghĩa của câu hỏi này là như vậy ha. Tức là đi kèm theo cái nội dung của chánh tạng đó, thì nó sẽ có một loạt các cái tài liệu giúp làm rõ. Con dạy là con nhớ thôi Tân ơi. Ừ, con đừng có kỳ vọng quá ha. Con nhắc ra học những cái người học viên ghét con á. Ừ, mình phải giữ mối hiểu không? Tương ngưng bộ tính là hoạt động học hành không cô? À, cái này là Trang hỏi cái câu hỏi hôm bữa hôm kia ha. thì tất cả những cái kinh mà nằm trong tam tạng kinh hả, thì mình đều có thể coi nó là một cái phần ở trong cái phần pháp học. Cái này trong cái video Pathana của Sự Sáng Nhiên mới vừa rồi đó, Sư cũng có giảng chỗ này. Câu hỏi số 7. Cái này Bình trả lời được nè cưng. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị tay bên đó nha. Ngồi ngồi dậy nè. Đừng nằm. Không. Nãy giờ mệt nằm đó. Đó vậy thôi chúng biết bên đó có nằm hay không. Câu hỏi số 7. Nghe chưa? Nghe chưa? Câu hỏi số 7. Học Phật học để làm gì? Tàn 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 tàn. Cô Xuân Đào đã xuất hiện. Tiếp theo đó là Tốt và Ngọc Trang. Các thí sinh còn lại vẫn còn đâu đó ở trong không gian và không có xuất hiện trong phần chat. Để học cho hiểu, cho hành, cho thành. Lấy phương pháp siêu lý học ra luôn ha. Ok, Tốt. Ok, cô Xuân Đào. Nhi nó đã viết tắt cái từ Phật học rồi mà nó vẫn lên sao ha. Mọi người trả lời hay vậy. Ủa, chị sai rồi hả Bình? Sao vẫn chưa thấy em xuất hiện Bình? Sợ gì cái câu này chị nói là em có thể trả lời được là tại vì mỗi người nghĩ sao trả lời vậy á. Học rồi, học lớp của Tân rồi. Đúng không Bình? Ừ. Trong trường hợp mà em không biết siêu lý học cũng là Phật học thì em đã học lớp Phật học của Tân rồi. Thiệt chứ.
Ok Bình. Ừ, vậy hả? Gì? Còn Tân với lại bà Duyên hả? Ồ hay quá ha. Ừ. Một đứa là lính ruột của ông thầy qua đây chấm công, còn một đứa là giảng sư Phật học. Ô là trời. Khá hay cho hai đứa. Ừ, ok tốt. Học trúng cái bản niêu luôn ha. Tân đã xuất hiện, Duyên thì chưa thấy. Ồ, hai chị em đã có mặt. Hai chị em đắp bộ cảm. Thêm ba nữa là triple luôn. Giờ xem ai chậm nhất ha. Nhà tôi ba đời tổ chức cái game này chưa thấy phải chờ như vậy luôn đó quý vị. Cỡ nhường tốt mà nó trả lời không được là nó im luôn mà. Căng thẳng lắm. Chắc vậy quá cô Đào ơi. Ăn ở làm sao đó ha. Nói mình lỡ mình chót rồi, mình phải làm đại lý lịch sự. Hồi nãy mình già thôi, bây giờ mình phải thưa gửi văn tất cả các quý vị trong room này nữa. À thì ra là chỗ của Duyên lâu là phải vì Duyên quýnh hai cái dấu mũi tên, hiểu không? Khác với người ta nó. Mỗi người một cảnh ngộ ha. Ừ. Ừ, cũng cái tật hóng hớt ha Tăng ha. Ừ, đi hóng xong mà thấy rối. Ừ, giỏi ghê á. Câu hỏi số 8. Kể vắng tắt ngũ giới. Tan 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 tan. Trời ơi, con Nhi nó sát sanh, nó trộm cướp, nó tà dâm, nó nói dối, nó uống rượu bia mà chắc chắn xài. Con bỏ cái chữ không đâu rồi, Nhi ơi là Nhi. Nhi ơi là Nhi. Trời ơi, nó bắn tắt mà nó bỏ chữ không của người ta rồi. Không, bỏ cái chữ không vô cho tôi, trời ơi. Ông là trời. Rồi, ok. Chắc chắc say nha Duyên. Chứ không có cát chắc sai. Không. Chắc nó không có sai. Mình uống nó mình mới say. Không. Tất cả mọi cái phong thái điềm đạm, điềm tĩnh của quý vị mất tiêu hết trơn không? Ờ hay quá ha bà Duyên ha. Bà Duyên còn sửa cái chữ say nữa kìa. U là trời. Ừ Tân kìa. Thiệt chứ chịu nổi không. Thôi kệ để cho em nó bao chót đi cơ. Tại vì em nó thấy em nó cố gắng ngôi lên đầu cũng không thể nào kịp đó hiểu không.
Rồi. Đúng rồi, là người ta phải nhập lên cho nó chỉnh chu không? Sợ mắc mối, sợ mắc mối. Ừ. Câu hỏi số 9. Con nữa đó nhỉ. Người ta ghim con là con vô lớp người ta là người ta hỏi đó. Trời ơi, cái quai của giảng sư đó. Câu hỏi số 9. Cái này dễ nào quý vị? Câu hỏi số 9. Ủa? Gì vậy? Tết rồi con. Tết có rồi mà. Tự tết người ta quýnh số đàng hoàng luôn. Bình chưa? Bình từ từ đi. Để cho chị ngã cái lưng bên đó đi. Áp lực quá. Ghi bài. Ok. Câu số 9. Tôi dám chắc câu này thằng Tân nó chót nữa nè. Tại vì nó điệu. Ừ. Câu số 9. Trí tuệ trong tiếng Bali là gì? Ai cũng nói học hành có trí tuệ đâu. Ồ, con có sẵn đâu, con copy bỏ vô Tân. Trời ơi, coi sơn đào không biết hả? Bành nhá nha. Trí tuệ đó. Chắc Nhi đi học. Không biết chứ. Bát nhã. Ừ, cái đó là phiên theo âm của tàu đó. Anh nhé. Mình còn một câu hỏi cuối cùng. Mình còn một câu hỏi cuối cùng. Kể ít nhất ba nguyên nhân trợ sanh trí tuệ. Bà Duyên bà nhắn cho bà Bình thì bà cũng phải tát cái bà Bình vô chứ, bà Bình biết là bà đang trả lời cho ai. Thiệt chứ. Để ít nhất ba nguyên nhân trợ sanh trí tuệ. Ok tốt. Dịch vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Ủa này sao giống con lấy cái phiên bản trong năm điều Bác Hồ dạy Tấn. Bạn tốt, môi trường tốt, tinh tấn học hành. Ít nhất ba thôi. Ít nhất ba thôi. Đó, cho vừa lòng chị. Ha, cho vừa lòng chị. Phá game luôn rồi. Còn ai nữa? Còn ai gõ lên được nữa? Hai chị em bay thiệt á chứ. Rồi. Gửi lại quý vị 10 câu hỏi hôm nay nghe. Ừ, tới 40 cái lận. Cái đáp án là mọi người nêu đáp án đều đúng hết đó con. Tại nó tới 40 cái nguyên nhân lận. Còn trong cái hình của Tân là 7 cái.
40 cái nguyên nhân sanh trí tuệ, hình như là có lần thầy Dũng có để ở trong group các lớp tài năng á. Sư Sáng Nhiên có giảng ha. Cô nhớ không nhầm là thầy Dũng có tổng hợp lại. Quý vị tìm trong đó ha. Rồi, quý vị nào cần ghi đó thì quý vị ghi ha. Đó là cái phần 1 thôi Du ơi. Còn phần số 2 nữa Du. Các lớp tài năng Trang. Giải trí vậy đó. Mà có nhớ bài ha. Bữa hôm trước mình đã nói về một cái điều mà mình thiện xảo nhất. Bữa nay đề hơi gắt nha quý vị. Khi nào mà Bình chép xong mình cho hay nha Bình. Ok Trang. Ok, cái chủ đề của cái phần số 2 của mình là như vậy ha. Check cái độ soi sai xấu, đúng tốc và đo nồng độ làm giáo dục của mình. Ok, cảm ơn Tần. Chào quý vị, lưu cái hình đó về ha. Ngó qua để biết là có những cái nhóm nào. Rồi sau đó mình đi qua cái phần số 2. Nãy nguồn nào Tân? Mình bỏ cái hình lên mà không có cái nguồn gì hết vậy. Trên group siêu lý ha. Nguồn từ vô tỷ pháp tập yếu ha. Rồi, câu hỏi thứ nhất cho cái phần số 2 nha quý vị. Kể ra một tình huống lấn cấn dạo gần đây. Một cái tình huống mà quý vị bị lấn cấn dạo gần đây á. Lấn cấn về cái gì? Lấn cấn không có biết là chỗ đó đó à, mình nên suy xét đúng sai, tốt, tốt, xấu làm sao. Tức là trong đó nó là một cái màu, nó là một cái màu xám. Nó còn nhiều cái nhập nhằn lẫn lộn trong đó. Ha, kể ra một cái tình huống như vậy. Quý vị chat lên ha, rồi quý vị sẵn quý vị lưu cái phần tình huống đó luôn để mình xử lý tới câu số 7 lần. Kể ra một tình huống lấn cấn dạo gần đây. Nếu mà quý vị không có tiền để quý vị chat lên thì quý vị cũng có thể báo cho tôi là quý vị làm xong bên đó ha. Chứ cũng không cần phải bắt buộc là phải nhắn lên. Còn nếu thấy ổn áp thì mình nhắn lên, tại vì nó sẽ có những cái câu sau là mọi người cùng chỉ ra những cái điểm cấn đó. Trời đất ơi, người ta kêu chỉ ra một cái tình huống còn lấn cấn bại bà. Có đổi không? Có đổi thì đổi nghe. Còn nếu mà hết rồi thì thôi.
Rồi, mời các quý vị khác gõ lên. Một xíu mình sẽ nhờ trí tuệ của Tha Lực ha, để chỉ ra phụ mình. Ok, Trang xong. Ok, chị Đào cũng xong. Các quý vị khác tiện thì gõ lên ha, còn không thì quý vị báo. Ok. Vậy là mình còn Tân, còn Vi. Ờ, từ nãy giờ không thấy Vi xuất hiện luôn ta. Còn Bình. Từ cái lời ủa của Vi, cái Vi mất tiêu luôn à. Quý vị mà đã xong cái câu số 1 rồi thì quý vị tiếp tục cái câu số 2 nha. Trong khi tôi chờ. Ok Vi. Nhớ lưu lại cái đáp án giống như chỗ của chị Bình á. Ok, rồi. Vậy thì mình có một cái mẫu công khai là trường hợp của Duyên ha. Một xíu mình cũng sẽ đi phân tích cái chỗ đó thêm. Cái yêu cầu số 2 dành cho quý vị đó là quý vị chỉ ra cái điều sai xấu và sự tiềm tàng sai xấu trong cái tình huống đó. Quý vị làm xong hết cái của mình đi ha, rồi quý vị cho hay cái mình quay trở lại cái tình huống của Duyên á, cái mình phân tích. Ừ, cho nên mình phải suy nghĩ đó Trang. Tại vì không sớm thì muộn thì mình cũng phải đối diện với nó được hả? À, cái lúc đầu đó Duyên, thì ai mà chọn nhắn lên á thì mình sẽ đi public luôn. Còn ai mà chọn tự viết ra ở bên mình á thì cũng có thể giữ bên đó thôi. Con nhìn được tới đâu đó Trang thì con cứ chỉ ra ha. Cái sai xấu thì nó có thể hiển hiện rõ và nó trực diện ha. Còn cái tiềm tàng sai xấu thì nó có thể dắt dây đó. Nó có thể là cái hệ quả phái sinh đó. Thì quý vị cũng ghi ra. Lớp lớp nồi nồi luôn hả? Ừ, thì quý vị thấy ổn áp thì quý vị đưa lên. Rồi mình cùng nhau thảo luận để mình gỡ. Người chỉ ra miếng ha. Ý ghê lắm hả? Thôi vậy thôi, ráng làm ha. Ráng làm. Quý vị cũng có thể chia các cái nhóm chi pháp á. Ừ. Ví dụ như là sai xấu về mặt ý, về mặt thân, về mặt lợi. Hoặc là sai xấu liên quan đến chuyện học, chuyện hành. Hoặc là sai xấu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Đó, mình cố gắng đi mình gom các cái nhóm nội dung lại ha. Vậy giờ Duyên làm cái bí mật đúng không? Lát mình quay trở lại cái ví dụ công khai của Duyên để mình phân tích. Ủa, thôi làm cái bí mật đi.
Chị em thôi mà, có cần biết gì với nhau đâu không? Làm bí mật đi. Cười. Lo làm đi ông kẹ. Móc cho người khác cười chứ đâu phải móc cho cái người kia quạo. Thấy nó hóng không? Thấy tân nó hóng không? Nhờ vậy mà tình nghĩa chị em bay nó bền lâu đó. Thôi im lặng cho người ta chỉ ra sai xấu với lại tiềm tàng sai xấu nè. Căng thẳng lắm đó. Con nói gì mà cái câu trước nó đá cái câu sau vậy Trang? Hồi nãy nói tầng tầng lớp lớp, giờ tìm không ra làng sao bay. Thí dụ làm bí mật mà cái kết quả bật mí nó sai luôn thì sao chị? Thì mình sống lỗi luôn đó mình, hiểu không? Rối chứ, tại vì mình sống vô cái tình huống mà mình còn cấn mà, cho nên mình mới phải cố gắng nhiều hơn. Bà Duyên này triết quá ha. Cái chỗ thân là sao ha mi? Ý là hành động. Dạ đúng rồi chị. Hành động. Mình có thể chia theo cái nhóm đó, cái nhóm ba đó.
cũng hơi lâu ha. Tôi qua tôi đăng cái hình, tôi trả lời tin nhắn luôn mà cũng chưa ai xong hết trơn á. Ok Trang. Ừ, tương đối xong. Ừ, xấu với sai mà nó là màu mỡ ha. Ừ, giỏi đó, dùng từ hay ghê ha. Ừ, phì nhiêu đồ giống như cái thân mà 90 kg của em vậy đó. Vị xong thì quý vị cho hay nghe. Để tôi gửi tiếp cái phần khác. Khổ vậy đó Bình. Càng học ta nói chứ nhìn vô là thấy sai xấu nùi nùi. Em nó màu mỡ, nó phì nhiêu lắm. Không, từ từ không, từ từ thì em cũng sẽ được lâu như vậy. Rồi, bây giờ mình cùng với nhau mình làm cái mẫu này nghe. Cái trường hợp mà Duyên có nói hồi nãy đó quý vị. Mới hôm qua tìm tài liệu làm báo cáo mà tìm không ra cái cần muốn tìm, bực mình. Rồi, vậy thì nhờ quý vị chỉ ra cái điều sai xấu lồ lộ hiển hiện trong cái ví dụ này đi. Mỗi người một ý nha, quý vị gõ lên. Ừ, à, kèm theo cái biểu hiện trong cái tình huống thì quý vị chỉ ra vì sao cái đó nó sai xấu luôn. Tức là mình gọi đúng ha, mình gọi đúng cái điểm sai xấu ở trong cái đó. Ừ, ok, cảm ơn cô Đào. Mời các quý vị khác nghe.
gì còn nghe đúng không? Ok. Ừ, đúng rồi, từ nãy giờ con không có nói gì hết á. Ủa? Có một cái bực mình là sân rồi hả? Còn gì nữa không? Sai xấu lộ lộ gì nữa không? Cái heo giao ước hả? Ừ, vậy đi ha. Để mô tôi để cái hình mặt người mà kéo cái khóa miệng lại ha. Quý vị phát hiện ra một cái điểm nào nữa không? Sai xấu nữa không? Không đến nỗi sai thì nó cũng hơi xấu xấu, hoặc là nó không xấu xấu thì nó cũng sai sai. Ủa sao cái đó nó sai nó xấu vậy cô Đào? Sao nhắn gì gọn lỏn vậy? Còn một chỗ nữa đó quý vị. Rất là gần rồi đó Vy, rất là gần rồi đó Vy. Chắc là các quý vị khác cũng đang gõ lên nè, để mình chờ thêm ha. Gần gần rồi đó, gần gần rồi đó. Cô My nói gần gần là tại vì quý vị nhắn tới đó, quý vị rất dễ rơi vào cực đoan, tức là ồ vậy tôi không cần gì hết đó, tôi không muốn gì hết. Là bậy ngang, mình phải đi cho trọn vẹn cái ý cái chỗ đó. Tôi đang chờ quý vị nhắn cho nên tôi không nói gì thêm. Gì ghê vậy Tốt? Gì ghê vậy Tốt? Nó đời lắm quý vị ơi, chứ nó cũng không có đến nỗi mà quý vị phải dùng những cái từ siêu lý mà đau to búa lớn đâu. Mình bám sát vô cái tình huống một chút là được. Hơi xa xa rồi Trang ơi. Gửi lại cái tình huống cho quý vị nghe. Ok, cảm ơn cô Đào. Cô Đào là copy nguyên cái văn có kha 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 luôn đó. Đúng rồi, cái ý sau cùng của Duyên đó là mình bị chệch cái đường ray ở ngay cái chỗ đó. À, ủa? Cái mục đích của mình là mình tìm tài liệu để mình viết cái báo cáo mà. Thì mình phải giữ vững cái tác ý của mình là mình tìm. Thì chắc chắn sẽ có những cái tình huống mình tìm không ra, mình tìm không có ngay cái thứ mà mình trù liệu. Cái mình phải quay lại mình hỏi mình, vậy thì mình trù liệu đủ rộng, đủ nhiều, đủ đa dạng không? Rồi khi mà mình tìm không được những cái thứ mình cần, mình muốn, thì mình có biết cái cách để mình sử dụng những cái mà ở trên cái con đường tìm kiếm của mình không? Đó là mình bị sai cái mục đích ban đầu. Đó. Trường hợp này là nó bị sai chứ nó chưa có xấu nghe.
Ảnh hưởng ha. Rồi tiếp tục nè, chưa có xong đâu quý vị. Quý vị đi tiếp cái tiềm tàng sai xấu đi. Quý vị đi tiếp cái tiềm tàng sai xấu đi. Quý vị chia trường hợp ra đi. Quý vị mới lạnh xương sống nè. Tìm là nhân để dẫn đi nhiều cái khác nữa ha. Cái chỗ đó ý, cái ý đó chung quá gì. Làm rõ chỗ đó ra. Trong cái tình huống này nó có thể tiềm tàng sai xấu gì? Tiềm tàng, tiềm tàng. Quý vị để ý là cái cách mà thầy Dũng trả lời câu hỏi cho quý vị mà làm cho quý vị phải tỉnh ra đó. Tỉnh rất nhanh đó là cũng đi theo hướng này. Mình bám vô đúng cái chỗ sai, cái chỗ xấu mình chỉ ra là coi như là mình không có ngụy biện chạy đâu được hết. Ok Bình, cái sân đó ha, nó có thể câu sanh, nó có thể là cái nguyên nhân để cho mình mất tập trung, mình không có trí trong những cái chuyện tiếp sau. Ok. Còn nữa quý vị, cũng nhiều đó. Tình huống này thì rất là phổ biến nè ha. Khái quát lên là một cái điều gì đó mà mình muốn làm theo cái ý của mình mà nó không đặng, không được đó, là mình dễ theo cái kiểu này. Đúng rồi Tân, chính xác luôn. Cùng cái nết của em mà, cho nên em phải chỉ ra được chứ. Còn nữa đó con, chỉ ra tiếp đi. Cái đó mà con đặt vào trong cái bối cảnh mà tìm tài liệu gì, tài liệu báo cáo gì liên quan đến giáo dục, liên quan đến Phật học. Rồi xong luôn. Thấy ra chưa? Thấy ra chưa? Chỉ tiếp đi. Tức là mình khu biệt vô trong cái tình cảnh của cái người này đó là tài liệu để làm báo cáo. Thì mình phải hỏi tiếp đó là cái báo cáo đó về cái chủ đề gì. Thì cái chủ đề này liên quan đến giáo dục. Mà cái giáo dục này thì liên quan đến Phật học. À, nó phải khác chứ. À, nhìn vô tiếp ha. Mình tìm cái sai cái xấu mà nó thiện xảo tới đâu thì xíu mình tìm cái đúng cái tốt nó cũng thiện xảo như vậy nha quý vị. Ok, hiểu cái ý của cô Đào đó là nếu như đặt cái tình huống là cái sự tìm kiếm đó của mình có ảnh hưởng đến những cái người khác ha. Mà mình không có tìm ra hoặc là mình không có cái sự linh động để mình cố gắng mình tìm thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng lây đến những cái người khác. Ok, ok.
trò nó cho ông thầy mất dạy luôn, chứ ở đó mà quýnh nó ha. Chờ thêm của quý vị ha. Đây chỗ tốt với chỗ duyên đang nhắn. Ok, cái đó cũng là một cái khả năng. Bí quá, làm liều ha. Tân, con đừng vậy nha Tân. Bực mình, không muốn làm tiếp, chán làm tiếp. Nghĩ mình không đủ khả năng làm, không làm được. Ok. Bực mình, đụng vô quạo. Ok. Vẫn còn một cái ý mà nó liên quan mật thiết với lại cái tài liệu hồi nãy ha. Tức là sao quý vị? Trong cái lúc mà mình tra những cái tài liệu, mà những cái tài liệu đó đó, nó liên quan đến những cái nội dung mà nó hay ho, nó cần thiết cho mình, mà cụ thể ở đây là Phật học á. Mà mình làm mình làm mãi, mình nản, mình bỏ ngang. Biết mình có còn cơ hội mình đọc được nó nữa không? Hiểu không? Hiểu không? Đó. Một cái ví dụ nó rất là bình thường, đó là quý vị coi một cái đoạn video hay, quý vị đọc một cái bài hay, rồi quý vị nói thôi kệ nó, lưu lại làm chi, lát chiều chiều gảnh gảnh mở rồi mình coi nó cũng hiện lại à, rồi nó mất rồi sao? Chuyện đó bình thường mà đúng không? Trời ơi, có mà chứ đâu phải hiếm hoi gì. Rồi, ổng áp ha, ổng áp với những cái cách mà mình chỉ ra cái sai xấu và cái tiềm tàng sai xấu ha. Bây giờ mình đến với cái câu hỏi tiếp theo nè, tôi nghĩ cái câu hỏi này nó khó với quý vị lắm. Tại vì nó là cái sở đoản của quý vị đó. Cái gì chứ quý vị kỵ cái chuyện quý vị chỉ ra cái đúng tốt á. Rồi, mỗi người quay trở lại với lại cái tình huống bí mật của mình nghe. Quý vị chỉ ra cái điều đúng tốt và tiềm năng đúng tốt trong cái việc đó. Để cho mọi người làm cái bí mật của mình trước, rồi sau đó mình lộn ra mình làm cái thứ công khai để cho mọi người cũng có cái kinh nghiệm. Phải có riêng có chung vậy chứ. Xíu nữa quý vị làm xong cái phần riêng của mình, cái quý vị cũng báo lên ha, để mình chuyển qua mình làm cái tình huống chung. Kiểu đó làm nền cho mình một bài học. Đúng rồi Trang, được. Cái đúng tốt á, nó có thể nằm ở trong cái tình huống đó, mình nhìn ra được một cái khía cạnh, một cái ngóc ngách nào đó, hoặc là mình có thể biến nó thành cái đúng tốt trong cái khả năng cho phép của mình ha. Cả hai cái trường hợp đó đều được. Tại vì hồi nãy cái sai với lại cái xấu đó thì mình cũng làm theo cái hướng đó mà. Thì với cái ý mà Trang vừa mới hỏi là con nên đưa vào trong cái vế tiềm năng đúng tốt, hiểu không? Nên đưa vào cái chỗ mà tiềm năng đúng tốt. Đen thưới thưa lời ha. Thấy chưa? Người ta rũ bùng đứng dậy sán lòa rồi đó. Con được hưởng ké đó. Tập vậy đi hen.
giống cái chuyển tạo tác. Ừ đúng rồi đó Tết, đúng rồi đó. Có cái chủ ý của mình vô thì nó là cái sự tiềm năng ha. Còn cái gì mà nó hiển hiện rõ ràng đó đó, cái ngóc ngách của nó đó, à, lụm ra đó là đúng tốc. Làm xong thì cũng báo lên cho hay ha. Mình chưa đi được nửa chặng đường đó quý vị. Ok Trang. Trang mà xong rồi thì con có thể làm tiếp cái câu này ha. Trong lúc chờ mọi người xong. Lại phải suy nghĩ tiếp. Mốt già rồi, xương xương dưới khớp nó rịu rã hết, con hốt không nổi đâu con. Giờ mình lo mình tép nó trước đi không? Đừng để cho nó xì ra để hốt cực lắm.
lâu hen. Trời ơi, từ nãy giờ tôi nói mà tôi tắt mic nữa quý vị ơi. Chỗ của quý vị mà xong rồi đó thì quý vị đi trả lời tiếp cái câu nêu cách xử lý tối ưu nghe. Khi mà quý vị biết được cái sai cái đúng trong đó rồi đó là coi như là bây giờ quý vị hết cấn rồi. Chỉ có nước là quý vị đi tìm cách tối ưu thôi. Trong khi mình chờ tân, chờ tốt với lại chờ bình ha. Tôi đi nghe tiếp cái clip về duyên hệ.
Còn Tết ha, mình chờ Tết chút xíu. Rồi, ok. Vậy nhờ quý vị dừng tay bên đó một chút xíu. Mình đi lại cái ví dụ công khai. Ok, mình đi lại ví dụ công khai nha. Trước khi mà quý vị xử lý xong cái phần tối ưu của mình nha. Rồi. Lù. Cũng cái tình huống hồi nãy đó, quý vị chỉ ra cái chỗ nào mà nó đúng tốt đi. Ok cô Đào. Còn một chỗ nữa. Còn một chỗ đúng tốt nữa. Chịu làm báo cáo ha. Tốt hơn Tân chỗ đó rồi. À, ok cô Xuân Đào, hay nói một cách khác là có vạch ra cái tiêu chí mà mình cần và mình muốn ha. Ok. Rồi cái tiềm năng đúng tốt. Cái tiềm năng đúng tốt ở trong cái tình huống này. Ok Trang ha, là cái ý hồi nãy mình vừa mới bình luận chỗ của ý cô Đào. Cái tiềm năng đúng tốt trong trường hợp này. Ok Duyên. Ok cô Đào, cái chỗ đó rất là sát sườn luôn ha. À, có thể về cái cảm giác ha, là người ta bực. À, nhưng mà đó, người ta cũng có thể nhìn ra được ha. Người ta cũng có thể rút kinh nghiệm được là tới chỗ đó là mình bị bí. Hoặc là tìm tài liệu trong lĩnh vực này mà với cái cách mà mình nêu cái từ khóa như vậy là nó không ăn, nó không có ăn thua ha. Tất tần tật tất cả những cái suy tư đó là để cho người ta có kinh nghiệm những cái lần sau tốt hơn. Ok, chính xác luôn. Chi là lỗi. À, tức là vẫn so lại với cái mình cần và mình muốn ha. Và để mình suy nghĩ lại về cái tiêu chí đó của mình. Ok, cảm ơn quý vị. Rồi, sẵn cái tình huống này á, quý vị cho biết cái cách xử lý tối ưu luôn đi. Tối ưu thiệt nha quý vị. Tối ưu thiệt chứ không phải là tối ưu theo cái kiểu lý thuyết nha. À, tối ưu thiệt nghĩa là sao? Nó có cái sự tuần tự từng bước. Từ dễ làm nhất cho đến khó hơn, cho đến lý tưởng nhất. Ha. Rồi quý vị thử nghe. Cách xử lý tối ưu. Đó, với những cái gì mà mình phân tích sai xấu, tiềm tàng sai xấu và đúng tốt, tiềm năng đúng tốt từ nãy giờ là mình cũng hiểu về chính chủ đó. Mình cũng hiểu về tình huống này rồi đó. Bây giờ quý vị cho cái cách xử lý tối ưu coi. Hả? Sao ủa? Sao ủa?
Dĩ nhiên là quý vị phải kẹp cái điều kiện vô nghe. Quý vị phải kẹp cái điều kiện vô. Mình phân tích tới đây thì không còn là cái chính chủ một người nữa, mà nó sẽ có nhiều cái phiên bản không. Mình lấy cái điều tốt A, mình ghép với cái điều xấu B, gộp lại là nó thành một cái phiên bản rồi. Xài phiên bản cập nhật tốt nhất đi. Nhớ là cái máy của mình, cái cấu hành, cái cấu hình nó cũng phải đủ mạnh nha. Chứ giống như mình cài cái Win 11 vô cái máy mình chạm không nổi nữa. Rồi, ai có thì xin mời gửi lên. Tôi ví dụ một cái cho quý vị hình dung nha. Cái chỗ mà sai xấu của cái người trong cái tình huống này á, là tại vì không có chuẩn bị cho mình một cái kho từ khóa để tra cứu cho xịn sò. Cái đúng tốt tiềm năng á, đó là người này phát hiện ra đúng cái chỗ sai đó. Và cái kinh nghiệm mà người này rút ra để cho cái lần tới mình làm tốt hơn á, đó là mình chuẩn bị thiệt là tốt để mình tránh đi vào cái ngõ cụt. Cái đó là giải quyết thiên về kỹ năng nha. Còn mình giải quyết thiên về tư tưởng nè. Cái sai xấu của cái trường hợp này á, đó là không có giữ vững cái tác ý đúng ngay từ lúc đầu. Nhưng mà vớt lại đó, cái đúng tốt á, đó là không quên cái mục đích là mình muốn làm báo cáo cho nó được tốt đẹp. Hai cái này nó ráp lại với nhau. Cho nên là ở cái lần sau đó, người này có đủ cái sự mạnh mẽ để nương cái mục đích, giữ vững cái tác ý, chứ không có vì một chút bực bội mà bỏ qua hay dừng lại. Cái đó là tình huống số 2 đó. Từ nãy giờ mình được hai cái phiên bản. Quý vị hình dung không? Rồi sâu hơn nữa nè. Cái người này á, trong cái trường hợp này đó, là họ có cái sai xấu là cái lúc mà họ bực mình á, là họ kèm theo cái cảm giác là nghi ngờ. Trời ơi, cái này nó có thiệt sự tốt không mà mất cái công để mà đi tìm nó. Có những quý vị có thể có một cái phiên bản đó sai xấu, nhưng cái đúng tốt của họ là họ rất sợ để mình tập quen xa lìa những cái điều mà nó thù thắng như vậy, cho nên họ hốt là kịp. Chính vì có cái sai xấu trước đó, hốt lại kịp cái phần đúng tốt tiềm năng này. Cho nên là họ rất là cẩn trọng khi mà họ tra cứu các cái tài liệu trân quý, như là trân quý cái sự học của mình. Quý vị hình dung không? Thì khi mà mình like cái đúng tốt và cái sai xấu trong một cái tình huống mà mình phân tích chung với tất cả những cái ý kiến góp ý của mọi người như vậy đó, thì mình sẽ có những cái phiên bản khác nhau cho các cái sự tối ưu khác nhau. Thì mình phải quay trở lại, mình hỏi mình là mình rơi vào cái sai xấu và cái đúng tốt nào, thì mình đi mình làm tối ưu ở ngay cái chỗ đó. Xịn hơn nữa, quý vị làm như cái kiểu mà mình đã cùng làm với nhau từ nãy giờ cho chính cái tình huống của quý vị. Quý vị đặt cái tình huống của mình ra, quý vị suy xét bằng chính cái vốn liếng hiểu biết quen thuộc của mình xong, cái quý vị đặt câu hỏi kiểu như tân thì cân thì tân sẽ nhìn ra được cái gì, kiểu như duyên nhìn vô cái tình huống này duyên nhìn được cái gì, kiểu như thầy Dũng nhìn vô cái này thầy Dũng nhìn vô được cái gì, ví dụ vậy đó. Rồi mình làm một cái bộ sưu tập để làm chi? Mình đi phòng ngừa các cái tình huống có thể xảy ra theo các kịch bản khác nữa.
Tại mình đâu có biết được là ở những cái cảnh huống tương tự thì mình có đúng ngay chỗ đúng mà mình đã từng đúng không? Mình đâu có chắc là mình sai ở ngay cái chỗ mà mình đã từng sai để mình sửa ngay bon như vậy đâu. Mình phải phòng hộ chứ. Hình dung không mọi người? Ok Todd. 6 bước của Todd là nó làm đi chi tiết về cái tình huống đầu tiên ha, thiên về cái kỹ năng đó. Ok cô Đào. Đúng rồi đó Trang, như đan lưới. Nhà nghèo thì đan lưới thưa lắm, vớt không được con nào hết trơn, khóc hù hù ha. Cảm hứng bắt chợt đâu ha. Vô đây chỉ giải trí thôi, sâu cái gì đâu mà sâu nè. Đâu có dám nói sâu đâu quý vị. Sâu thiên hạ bỏ mình hết. Chăm sóc thăng tiến là nó phải vui. Quý vị thấy vui không? Đây là toàn bộ 7 cái câu hỏi gợi ý nha quý vị. 7 câu lận chứ không phải 6 đâu, chứ không phải 2-3 mà quý vị vừa mới làm đâu nghe. Nè, còn 2 cái câu hỏi về giáo dục nữa đó, mình chưa có đi kịp mà mình hết giờ đó. Quý vị xịn hơn nữa là quý vị xử cái tình huống của mình không phải tối ưu, mà là tối ưu theo khuynh hướng giáo dục. Nhiều lúc mình nói tối ưu vậy thiệt ra là mình chèn ép mình dồn nén mình, hoặc là mình làm một cái chiêu trò gì đó để mà mình có thể xử lý được tình huống đó. Hiểu không? Nhưng mà khi quý vị xử lý tối ưu mà hướng giáo dục nó khác. Mà để xử lý tối ưu theo hướng giáo dục thì quý vị bắt buộc phải trả lời cứu cánh của giáo dục là cái gì? Để mình nương theo cái cứu cánh đó để mình xử lý vấn đề của mình. Hiểu không? Cũng cùng cái tình huống của Duyên nêu ra hồi nãy đó, mà mình xác định cái cứu cánh giáo dục là làm cho người ta người hơn, thân tiến hơn. Vậy thì mình quay trở lại mình coi cái cách xử lý tối ưu của mình nó có theo hướng đó không. Đáng lý ra là có câu hỏi số 4 nữa đó, để cho quý vị tự nêu lại cái cách xử lý theo cái nề nếp cũ. Dựa trên cái cũ đó thì mình dễ ha, để mình tìm cái hướng tối ưu. Nhưng mà skip qua cái bước đó đó, cho quý vị cái câu số 5 luôn á. Nha, thì quý vị cũng có thể lưu lại cái bộ này để quý vị xài. Được he. Có câu hỏi vấn đề gì không? Ok Trang. Khi mà đến cái tuổi đó mà mình bớt ăn, mình bớt xài, mình ổn áp là ở đó quý vị. Cái mình gom chung về cái làng đó thì hầu hết những cái sự việc mà quý vị làm mà trải qua trong một ngày đó là mình cũng suy xét tẩn mẩn từng chút như vậy nè. Còn bây giờ là mình lo toan đa đoan quá. Lâu lâu mình gặp nhau mình làm chơi vậy thôi ha. Trả lời theo số 7 thì trả lời sao? Rồi, bây giờ mình quay trở lại ha. Ở ngay cái chỗ mà tình huống mình xử lý tối ưu hồi nãy đó, giờ mình bóc ra một cái mẫu. Có thể mình bóc ra cái mẫu cuối đi. Cái mẫu cuối là liên quan đến cái sai là mình có cái thái độ hơi nghi ngờ coi cái này nó có đáng không mà mình phải đau đầu để mình tìm dậy. Mà cái đúng của mình á, đó là mình kịp thắng lại, mình kịp tỉnh lại, mình nói trời ơi cái này nó đáng quá đi chứ, mình mà chê nó mày mốt không có mà xài ha. Vậy thì như vậy chứ được. Tại vì sao? Mình mới chỉ có sợ thôi hả? Đúng không? Mình mới chỉ có sợ thôi. Mình mới chỉ có sợ trong cái tình huống đó thôi. Tức là nói một cách khác là mình có tàm có quý thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó đó,
À, ngay cái lúc đó đó là mình phải suy nghĩ tiếp coi là ủa, nó hay chỗ nào? Vì sao mình cần nó? Và nếu như không có nó thì mình sẽ ra sao? À. Rồi mình đi xa hơn, mình bung ra khỏi cái tình huống ở ngay cái chỗ đó luôn. À, mình đi xa hơn, mình bung ra khỏi cái tình huống ở ngay cái chỗ đó luôn. Làm sao để mà mình có cái sự nhất quán, tức là làm sao để mình tự giáo, để mình có cái sự nhất quán, không có cù cưa. Tại lúc đầu mình muốn tìm thì mình phải biết cái này nó có lợi chứ. Làm sao tới lúc mình gặp khó cái mình cù cưa, mình đông đưa, mình giãy nảy vậy? Ồ, thì ra là mình chưa có dạy cho mình thuần ha, chưa có ngoan nè. Đúng không, đúng không, đúng không? Mình bung cái chỗ đó ra. Mình bung chỗ đó ra, mình để ý được cái điều đó chứ. Đó, giáo dục. Được hen. Ok tận. Ok tận. Một cái phiên bản nào đó của chính chủ của cái ví dụ đó, hiểu không? Nhìn chắc phê hả? Ok. Vậy thì mình thêm cái bước số 6 với ước số 7 ha. Ok. Rồi. Vậy thì bữa nay mình tạm ngưng đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều. Những cái buổi trước á. Ok Bình. Những cái buổi trước á, mình cũng có những cái phần phân tích nó thú vị lắm quý vị. Quý vị có thời gian thì cũng có thể coi lại ghi hình ha. Ok. Bye bye mọi người. Giữ gìn sức khỏe. Bye bye Bình. Bye bye.